Iran đe dọa ám sát một quan chức Mỹ và Trump thề sẽ trả đũa cực kỳ mạnh tay Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ, tôi là Chris Chappell. Theo các nguồn tin tình báo Mỹ, Iran đang lên kế hoạch ám sát đại sứ Mỹ tại Nam Phi. Tại sao lại là Nam Phi? Lát nữa tôi sẽ giải thích. Tổng thống Trump đã lên nền tảng thông tin hàng đầu của Tổng thống Twitter để đáp trả bất cứ tấn công nào của Iran dưới bất kỳ hình thức nào vào Mỹ sẽ bị đáp trả bằng một cuộc tấn công vào Iran mạnh hơn gấp một nghìn lần. Tôi không thể tin ông ấy lại nói thế. Đừng bao giờ đưa ra con số chính xác thưa ngài Tổng thống. Vì nó sẽ mang đến những tự báo quen thuộc thế này. Bạn biết không, nếu Trump thu cuộc bầu cử sắp tới, sẽ có nhiều người làm nghề kiểm tra sự thật thất nghiệp lắm đây. Nhưng, quay lại âm mưu ám sát của Iran, Đại sứ Mỹ ở Nam Phi, Lana Marks, đã được thông tin về âm mưu này. Tình báo Mỹ có vẻ như đã biết có tồn tại một âm mưu làm hại bá kể từ mùa xuân năm nay. Nhưng sau đó thông tin trở nên cụ thể hơn. Đại sứ quán Iran ở Pretoria, Nam Phi có tham dự vào âm mưu này. Tuy vậy, việc tấn công Marx chỉ là một trong nhiều lựa chọn mà quan chức Mỹ tin rằng chế độ Iran đang xem xét. Thế là rõ rồi, Iran vẫn rất tức về vụ Mỹ tiêu diệt tướng lĩnh cao cấp của họ hồi tháng 1. Còn nhớ hồi chúng ta bắt đầu năm 2020, nghĩ rằng điều tệ nhất sẽ phải đối mặt trong năm nay là một cuộc chiến khác ở Trung Đông không? Ông ấy giờ đã đẩy chúng ta tới bờ vực chiến tranh và chúng ta có lẽ thực sự rơi vào một cuộc chiến. Vâng, đoán xem. Truyền thông đã sai về điều đó. Tôi biết tôi cũng rất sốc. Soleimani là chỉ huy lực lượng Quds của vệ binh cách mạng Iran, vốn bị Mỹ xem là một tổ chức khủng bố. Hoa Kỳ nói rằng Soleimani và người của ông ta đã tham gia vào các xung đột gây mất ổn định trên khắp Trung Đông trong nhiều thập kỷ qua. Làm mất ổn định ở Trung Đông không phải đều là lỗi của ông này hay là lỗi của ông này. Nhưng rõ ràng họ không thể thiếu phần trách nhiệm. Trong năm 2019, chúng ta đã thấy Iran càng ngày càng hung hãn hơn. Đã có những vụ tấn công tàu chở dầu vào tháng 5 năm ngoái. Tới tháng 6, Iran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ. Tháng 7, một tàu chở dầu của Anh bị bắt giữ. Tháng 9, Iran có thể là kẻ đứng đằng sau vụ tấn công hai công ty dầu nhà nước của Ả Rập Saudi. Lúc đó, Trump tweet rằng, bất cứ cuộc tấn công nào của Iran vào bất cứ thứ gì liên quan đến Mỹ sẽ bị đáp trả bởi sức mạnh vĩ đại và áp đảo. Ở một số khu vực, áp đảo đồng nghĩa với xóa sổ. Rồi tới tháng 12, một nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn ở Iraq đã phóng tên lửa tấn công làm chết một người mỹ đáp lại mỹ không kích các lực lượng do iran hậu thuẫn ở iraq và syria dẫn tới vụ các lực lượng thân iran tấn công đại sứ quán mỹ ở iraq và rồi trump thực hiện đúng lời hứa bằng cách tiêu diệt soleimani thế là giờ iran muốn phục thù bằng cách ám sát đại sứ mỹ tại nam phi sao lại là bà này những nỗ lực trả đũa ban đầu của Iran cho cái chết của Soleimani không diễn ra tốt đẹp cho lắm. Vài tuần sau khi Soleimani bị giết, quân đội Iran nhầm tưởng một máy bay dân sự của Ukraine là tên lửa Mỹ và bắn hạ nó, giết chết 176 người và gây ra phản ứng dữ dội tại Iran về sự vô năng và đổ lỗi chế độ Iran trong tai họa này. Cùng sự phê phán của cộng đồng quốc tế. Được rồi. Vậy là giết chết tất cả những hành khách vô tội kia khiến hình ảnh chế độ Iran xấu đi. Nhưng giết chết người phụ nữ không sức kháng cự này thì sẽ khiến mọi người lại tôn trọng họ. Hẳn cũng sẽ thành công tương tự lần Iran ra lệnh truy nã Trump hồi cuối tháng 6. Vậy tại sao chế độ Iran lại nhắm đến Lana Marx? Cộng đồng tình báo không rõ chính xác tại sao Iran chọn Marx. Người được biết là gần như chẳng có liên hệ gì đến Iran. Tuy vậy, bà này là bạn thâm niên của Trump. Bà này gia nhập Mar-a-Lago hồi năm 2010 vì các câu lạc bộ bãi biển khác tại Palm không cho bà tham dự vì bà là người Do Thái. Và Trump đã bị chỉ trích vì đề cử Marx làm đại sứ ở Nam Phi. Bà này bị coi thường, chỉ là người thiết kế túi sách tay. Làm sao Trump dám đề cử một nữ doanh nhân thành công vào một vị trí quyền lực? trừ việc marx thực ra xuất thân từ nam phi và có thể nói một số ngôn ngữ chính của nước này như tiếng africans thứ có thể sẽ hữu dụng vì iran có vẻ như có nhiều ảnh hưởng tại nam phi iran và nam phi có quan hệ đối tác quân sự nam phi còn ủng hộ các lợi ích của iran ở liên hợp quốc Kể vai sát cánh với iran trong các vấn đề quan trọng ở hội đồng bảo an liên hợp quốc và tại cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế và còn nữa, trong báo cáo năm 2015 của Al Jazeera và The Guardian, dựa trên các tài liệu tình báo bị dò dỉ, người ta đã phát hiện ra Iran có một mạng lưới gián điệp rộng khóc ở Nam Phi. Và vì Iran có lịch sử tiến hành các vụ ám sát chính trị, nên Marx có thể trở thành một mục tiêu dễ dàng. Đặc biệt là vì Iran sẽ dễ tiến hành một vụ ám sát ở Nam Phi hơn là ở, ví dụ như Pháp chẳng hạn. Nhưng nếu bạn nghĩ đó chỉ là vì Mỹ giết Soleimani, thì bạn nhầm rồi. Và tôi sẽ giải thích tại sao sau quãng nghỉ. Chào mừng quay trở lại. Nếu YouTube hạ quảng cáo video này, thì quãng nghỉ quảng cáo vừa rồi hơi có phần vô duyên. Hãy ủng hộ Hoa Kỳ chưa tiết lộ trên Patreon, như tôi đã nói. Âm mưu ám sát của Iran còn vì lý do khác hơn là chỉ để trả thù vụ Mỹ giết Soleimani. Iran đang càng ngày bị cô lập ở Trung Đông. Tổng thống Trump đã thành công làm cầu nối cho các thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và giờ là Bahrain. Trên thực tế, một thành viên quốc hội Na Uy đã đề cử Trump cho giải Nobel Hòa Bình vì điều này. Hay tôi nên nói, một nghị sĩ cực hữu Na Uy, vì kiểu từ ngữ cực hữu, rất hợp lý khi nói đến nền chính trị Na Uy mặc dù các thỏa thuận hòa bình này mang tính lịch sử chúng thực ra cũng chẳng đáng kể gì lắm và trump vẫn chưa đạt được hòa bình hoàn toàn ở trung đông ngay cả sau ba năm rưỡi tại vị trong nhiệm sở nhưng tôi nhắc đến những thỏa thuận hòa bình này vì chúng có liên quan đến iran trump gọi chúng là nền tảng cho một bố cục mới rộng lớn hơn chống lại iran sẽ làm thay đổi một cách căn bản động lực địa chính trị trong khu vực một động lực sẽ kéo các quốc gia về phía israel Nước bị Iran coi là kẻ tử thù. Những thỏa thuận hòa bình này đã gây ra rất nhiều áp lực cho chế độ Iran. Nhấn nói về áp lực, Hoa Kỳ cũng đang tìm cách khôi phục các lệnh cấm vận Iran. Mà tôi có lần nhắc đến trong một tập trước. Và mặc dù một số nước châu Âu không ưa cách Mỹ giải quyết vấn đề Iran. Nhiều nước Trung Đông hơn nữa có thể sẽ chấp nhận tiến tới các thỏa thuận hòa bình, chỉ ít là theo lời Trump. Nhiều nước khác sắp tham gia với chúng ta và sẽ tham gia với chúng ta sớm thôi. Tôi nghĩ 7, 8 hay 9 nước sẽ có rất nhiều nước khác tham dự với chúng ta. Ôi ông ấy lại làm thế rồi, lại đưa ra các con số cụ thể. Chuẩn bị tinh thần đón những bài báo kiểu gì cũng có này đi, nhưng dù thế nào đi nữa, tất cả chuyện này đều sẽ phụ thuộc vào người ngồi trong tòa Bạch Ốc năm 2021. Vậy các bạn nghĩ sao về việc Iran muốn ám sát một quan chức Mỹ? Hãy cho tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Và tôi muốn nhắc rằng, vì virus corona, doanh thu quảng cáo YouTube của kênh đã giảm mạnh. Rất nhiều nhà quảng cáo đã rút lui, nên chúng tôi thực sự cần bạn giúp. Các bạn có thể ủng hộ chương trình chỉ từ một đô la cho mỗi tập trên trang người quỹ Patreon. Truy cập patreon.com America Uncover để tìm hiểu thêm. Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Cảm ơn đã theo dõi Hoa Kỳ chưa tiết lộ.